Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Trung Anh. Ở phần 1 thì mình có kể một câu chuyện mình nghĩ là khá gần gũi với mọi người cũng nên. Thế thì từ phần 2 mình sẽ bắt đầu đi sâu lý giải vào mọi ngóc ngách liên quan tới bộ máy doanh nghiệp. Vì vốn hồi thạc sĩ mình nghiên cứu sâu về thiết kế bộ máy doanh nghiệp mà. Và thực sự là nếu muốn thúc đẩy innovation ở trong các doanh nghiệp lớn ý, thì việc đầu tiên ta cần phải làm đó là thay đổi cách thức hoạt động của bộ máy doanh nghiệp đã. Thế thì chủ đề ngày hôm nay là về sinh vật và máy móc. Thì trên đời này ta có thể chia mọi vật chất thành hai loại. Một là những thứ không ở trạng thái sống. Ví dụ như cái bàn này. Hay thậm chí là những thứ như mặt trời này. Bởi vì mặt trời nó cũng chỉ là dạng plasma của khí hydro với cả heli thôi đúng không? Còn cái loại thứ hai là những thứ đang ở trạng thái sống. Đó là con người này, động vật này, thực vật này, nấm này, vi khuẩn này. Riêng virus thì vẫn còn đang được tranh cãi đúng không ạ? Sẽ có nhiều người nói là mặt trời thì đang sống với chữ sống nó để trong ngoặc kép. Tức là sẽ có lúc mặt trời nó sử dụng hết hydro với heli và chuyển sang sử dụng các nguyên tố nặng hơn ấy, rồi dần biến thành một white dwarf đúng không nào? Thế thì ta dùng concept nào để phân biệt giữa hai cái loại này? Thì cá nhân mình thì mình dùng cái concept gọi là khả năng lặp lại để phân biệt giữa hai loại vật chất này. Thì tiếng Anh thì có thể dùng chữ reproducibility nhé. Thế thì khả năng lặp lại nghĩa là gì? Nghĩa là cứ mỗi khi anh cho vào một input thì anh sẽ cho ra được một output cố định và nó lặp đi lặp lại như vậy, nó không thay đổi. Ví dụ như tôi dùng gỗ để đóng ra thành cái bàn, hoặc là tôi nén hydro với cả heli ở một áp suất cực kỳ kinh khủng thì tôi sẽ có được mặt trời chẳng hạn. Cái bàn thì có tất nhiên là có nhiều kiểu thiết kế khác nhau. Mặt trời thì đương nhiên là cũng có loại to loại nhỏ. Nhưng chung quy thì nó vẫn là cái bàn với cái mặt trời đúng không ạ? Tức là những vật chất không ở trạng thái sống thì thường sẽ có một công thức nào đó và ta chỉ cần làm đúng công thức thôi thì sẽ ra được kết quả mà ta mong muốn. Cái chữ ta mong muốn ở đây tức là ta có thể dự đoán được trước cái kết quả của cái thứ mà ta đang làm. Ví dụ như là anh đang sản xuất bánh mì chẳng hạn, thì đương nhiên là anh sẽ cần bột mì này, nước này, muối này, đường này, dầu ăn này, một chút vi khuẩn lên men này, với cả một cái lò nướng. Thì anh thêm nếm với chế biến thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn kết quả cuối cùng nó vẫn là bánh mì đúng không ạ? Chứ kết quả nó không thể là cơm được. Thì đây là đặc trưng của những cái vật mà nó không ở trạng thái sống. Hay như tiêu đề thì mình gọi là máy móc. Máy móc ở đây thì các bạn nên hiểu theo nghĩa rộng theo kiểu sắt thép và kim loại, không phải chỉ đơn giản là sắt hay kim loại đâu, mà có thể là như lúc nãy mình nói glucose, bánh mì hoặc là cellulose như kiểu gỗ, hydro, heli, mặt trời, hoặc là máy móc mình có thể dùng chữ doanh nghiệp ấy. Giống như cái ở bài 1 mình dùng chữ doanh nghiệp là một cỗ máy lớn đúng không? Thế còn thứ ở trạng thái sống như con người hoặc là động vật các thứ thì làm sao nhỉ? Thì 99% cơ thể chúng ta vẫn mang cái tính lặp lại. Điều đó thì không cần phải bàn cãi rồi. Con người nào thì cũng hai mắt, hai tay, hai chân các thứ. Nhưng đâu đó vẫn có một cái phần 1% đột biến gen đúng không ạ? Mình lấy ví dụ thì thực ra khá đơn giản. Nếu mà tệ hại thì có thể nói đến nạn nhân chất độc màu da cam. Thế còn bình thường thì chính bản thân chúng ta thì cũng và những người xung quanh chúng ta thì không bao giờ giống nhau cả. Kể cả những cặp sinh đôi cùng trứng đi chăng nữa, thì đến một lúc nào đó thì họ cũng sẽ khác nhau. Họ đương nhiên họ sẽ không thể lấy cùng một chồng hoặc là cùng một vợ được, và cuộc đời của họ đương nhiên thì không thể giống nhau được. Thế nên là cái concept khả năng lặp lại khi áp dụng vào những cái vật chất mà đang ở trạng thái sống ấy, như là con người, động vật, thực vật, thì luôn sẽ có 1% ngoại lệ do đột biến gen. Thế thì đây là đặc trưng của những vật ở trạng thái sống, tức là bạn cho một input vào và thu ra được một output, nhưng mà đâu đó vẫn có 1% ngoại lệ hay tiêu đề thì mình gọi là sinh vật. Thế thì những cái tên gọi thì như cái tên gọi của cái project thì cái 1% đột biến này chính là innovation. Như vậy innovation thì chỉ xảy ra ở sinh vật chứ không có xảy ra ở máy móc. Thế thì trở lại chủ đề doanh nghiệp thì ở đây có một điều mình muốn các bạn chú ý, đó là danh từ doanh nghiệp thì ở đây cũng chỉ là danh từ nói chung thôi.
yếu tố cấu thành nên một doanh nghiệp thì vẫn là con người, và con người thì thuộc vào loại sinh vật. Thế nên là dù bạn đang làm việc trong doanh nghiệp sản xuất, hay là ngân hàng, hay là công ty IT đi chăng nữa, thì đâu đó vẫn có 1% đột biến. Thế nên về mặt bản chất thì ta không thể chia chính xác được là công ty A là máy móc này, còn công ty B là sinh vật được. Cái cách chia này Âu cũng chỉ là phương tiện để giúp các bạn hiểu hơn về thực trạng của công ty thôi. Chứ không nên biến cái cách chia này thành mục đích theo kiểu A là thế này, B là thế kia được, đúng không ạ? Thế nên là mỗi một doanh nghiệp luôn mang cho mình hai bộ mặt. Một là máy móc, hai là sinh vật. Thế thì đầu tiên về phần máy móc của doanh nghiệp, thì ở thế giới máy móc, doanh nghiệp sẽ chú trọng khả năng lặp lại kết quả. Tức là doanh nghiệp cho bột mì và các nguyên liệu khác thì thứ mà doanh nghiệp thu lại được phải là bánh mì. Và kết quả bánh mì này là một thứ không đổi và có thể dự đoán trước. Trong quá trình sản xuất bánh mì, những thứ chướng ngại vật cản trở cái việc tạo ra kết quả là bánh mì thì sẽ đều bị loại bỏ. Nhờ việc loại bỏ những chướng ngại vật này mà doanh nghiệp mới tạo ra được kết quả nó lặp đi lặp lại. Đó là những ổ bánh mì ngon này, có chất lượng cao này. Thế thì một môi trường sản xuất mà loại bỏ các tác động không liên quan tới quá trình sản xuất thì họ gọi là môi trường sản xuất khép kín. Thế cái lịch sử của môi trường sản xuất khép kín thì có thể truy về cái lịch sử công nghiệp lắp ráp sản xuất ô tô hàng loạt của Ford, của Henry Ford ấy. Thế thì trong một môi trường sản xuất khép kín thì nơi con người và máy móc thiết bị phân chia công việc ra để hoàn thành sản phẩm, thì điều xảy ra đó là con người phải hành động tùy theo máy móc. Thế để sản xuất ra sản phẩm với năng suất cao và giá thành thấp thì đương nhiên con người phải bắt máy làm việc 24/24 giờ, vì máy móc thì không biết mệt mà. Còn con người thì chia ra làm 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Thế nên là con người mới phải hành động tùy theo máy móc. Và vì máy móc gần như là không bao giờ làm sai cả. Thế nên là để có thể cho ra được kết quả lặp đi lặp lại thì đòi hỏi con người cũng phải có tay nghề đủ tiêu chuẩn và để thực hiện phần nhiệm vụ của mình. Thế thì từ đó thì ta mới có cái gọi là job training, rồi manual các thứ. Và vì con người phải hành động theo máy móc, thế nên là máy móc lại trở thành nhân vật chính và con người chỉ là nhân vật phụ thôi. Thế máy hỏng một cái là con người không thể tạo ra được kết quả lặp đi lặp lại với chất lượng đạt tiêu chuẩn được nữa. Hoặc là dù có đạt tiêu chuẩn đi chăng nữa thì nó cũng mất rất nhiều thời gian với cả công sức so với cả khi mà có máy móc làm. Và vì con người chỉ là nhân vật phụ thôi, thế nên là giống như các câu chuyện trong phim ảnh ấy mà. Những chi tiết nhỏ nhặt của nhân vật phụ này, ví dụ như là nhân vật phụ nghĩ gì này, nhân vật phụ có tình cảm như thế nào này, tính cách của nhân vật phụ ra sao này, thì tất cả những thứ này trở thành thứ yếu và thường được coi là chướng ngại vật cản trở ra cái việc tạo ra kết quả lặp đi lặp lại trong một môi trường sản xuất khép kín. Và những chướng ngại vật này thì cần phải được loại bỏ. Nếu bạn quay trở lại câu chuyện bệnh tháng 5 thì bạn sẽ thấy là cái này được thể hiện qua các con số KPI dần bóp chết cái gọi là tình cảm của con người, đúng không ạ? Thế thì mỗi người khi hoạt động trong một cỗ máy lớn mang tên doanh nghiệp thì đều chỉ như những cái chiếc bánh răng vô tri vô giác chạy theo KPI thôi. Ví dụ tiêu cực của cái loại hình này đó là các nhân viên bán lẻ ngành ngân hàng, đúng không ạ? Hùng hục chạy doanh số các thứ. Lương cao nhưng mà bù lại là làm việc đến tối muộn này. Rồi kết quả là lương quy đổi trên một giờ làm việc không đổi mấy so với các ngành khác, kiểu thế. Thế thì trái ngược lại về cái thế giới máy móc, thì ở thế giới sinh vật thì con người trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Tế bào của sinh vật thì nhân đôi này, rồi nhân 4 này, rồi lại chết đi này, rồi lại tiếp tục nhân đôi nhân 4 này. Hành động này nó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mà có đột biến gen. Do sinh vật thì cần phải thích nghi với chỗ môi trường mới mà. Khác với môi trường khép kín thì sinh vật sinh trưởng lặp đi lặp lại theo một trật tự nhất định, nhưng mà lại luôn trao đổi chất với môi trường xung quanh. Thế khi chịu tác động của môi trường xung quanh thì sinh vật cũng sẽ phản ứng lại theo một cách nào đó, nó bất định, nó không có quy tắc gì cả. Có những phản ứng thì khiến sinh vật nó chết ngay lập tức, có những phản ứng thì giúp sinh vật thích nghi được với môi trường mới.
Và sinh vật học thì gọi đó là Natural Selection đúng không? Thì tiếng Việt mình gọi là thuyết chọn lọc tự nhiên ấy, của Darwin ấy. Thế thì chính vì khả năng phản ứng theo một quy tắc bất định, thế nên là ở thế giới sinh vật thì không có cái gọi là kết quả có thể dự đoán được trước. Thế nên là việc máy móc dẫn đầu và điều khiển hành vi của con người là điều không thể xảy ra. Do máy móc thì không có khả năng thích ứng với môi trường xung quanh và chỉ tồn tại ở môi trường khép kín thôi. Thế trở lại với thế giới doanh nghiệp thì đây chính là câu chuyện 100 startup. Được lập ra thì có 99 startup sẽ thất bại và chỉ có một startup 1% duy nhất là đột biến gen và có thể thích ứng được với môi trường thôi. Đây cũng là lý do vì sao mà nhân viên của các startup ấy thường hoạt động rất là mạnh ở trên các phương tiện như Facebook, Twitter các thứ. Còn nhân viên của các doanh nghiệp lớn thì thường có khuynh hướng là không bàn tới chuyện công việc hiện tại của mình ở trên mạng, cũng như là phải giữ bí mật nội bộ doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp lớn cả trăm cả nghìn nhân viên ý, thường là một môi trường khép kín mà. Còn bên startup thì lèo tèo vài thành viên thôi thì nó là một môi trường sinh vật nó mở. Thế ngoài ra chính vì cái môi trường khép kín nó mang lại sự lặp đi lặp lại, có quy luật. Thế nên là doanh nghiệp lớn thì thường chú trọng tới việc gọi là lập kế hoạch chiến lược này. Rồi từ đấy, rồi từ chiến lược đấy rồi đổ KPI xuống cho các phòng ban cấp dưới này. Còn ở môi trường mở thì mọi thứ nó liên tục thay đổi ấy. Thì việc lập kế hoạch chiến lược thì cũng không phải là quá quan trọng, có lập thôi nhưng mà không quá quan trọng đâu. Chỉ cần có tầm nhìn tương lai đúng đắn rồi chạy theo giấc mơ đấy là được. Thế thì câu chuyện doanh nghiệp lớn là môi trường máy móc khép kín, còn startup là môi trường sinh vật mở. Chỉ là câu chuyện của quá khứ với hiện tại thôi. Hiện tại nó đang như thế. Còn câu chuyện tương lai mà mình muốn kể ấy, là thứ mình muốn hướng tới ấy, đấy là thúc đẩy 1% đột biến gen, 1% innovation ở trong doanh nghiệp lớn. Nói tới đây thì có lẽ là phần nào các bạn cũng đã hiểu tại sao cái tên project này mình lại đặt là project thúc đẩy innovation trong doanh nghiệp lớn rồi đúng không? Thế thì tổng kết lại video lần này thì mình có thể làm một bảng so sánh như sau. Qua đây thì mình cũng muốn các bạn lưu ý một điều rằng không phải cứ doanh nghiệp lớn thuộc thế giới máy móc là xấu, rồi startup thuộc thế giới sinh vật là tốt đẹp. Cân bằng hai yếu tố máy móc và sinh vật, sử dụng điểm mạnh của từng loại trong các bối cảnh kinh tế khác nhau thì mới là điều quan trọng đúng không nào? Thế thì project thúc đẩy innovation ở trong các doanh nghiệp lớn thì mỗi tháng sẽ ra một video và hy vọng sẽ gặp lại được mình sẽ gặp lại mọi người trong tháng 7. Tháng 7 thì mình sẽ tiếp tục đào sâu so sánh thế giới máy móc và thế giới sinh vật ở từng khía cạnh một như là tuyển dụng này, chiến lược này, vision mission này, hoặc là cách hoạt động này, motivation này, hoặc là leadership này, cũng như là chỉ ra những nhược điểm của thế giới máy móc, cũng như là lý do vì sao thế giới máy móc thì không còn chiếm ưu thế ở trong thế giới tương đại bây giờ nữa, ở trong một số ngành thôi nhé. Nhược điểm như thế nào thì các bạn có thể áp dụng cái concept khả năng lặp đi lặp lại này vào chính cái câu chuyện bệnh tháng năm mà mình kể ở video trước ấy. Ok, video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.